Chào các bạn, hôm nay mình có một con gà và mình sẽ làm cái món gà hấp sả chanh ha. Bây giờ mình sẽ đi hái lá chanh và sả và các phụ gia khác.
Để ướp con gà thì mình có ở đây sả băm, hành tím, lá chanh sắc nhuyễn, các gia vị ớt, tiêu, bột ngọt, muối, hạt nêm. Củ hành trắng, lá chanh và cuối cùng là lá sả nha, một bó lá sả. Bây giờ thì mình sẽ trộn lại với nhau để mình ướp con gà nè. Tất cả các gia vị luôn. Nếu các bạn ăn cay được thì mình có thể thêm ớt nữa ha. Ở đây thì ớt bột này á rất là cay. Mình trộn đều lên. Bước kế tiếp là mình massage con gà, massage cả trong bụng con gà luôn. Và những cái phần mà nó thừa lại ở bên dưới như thế này nè, mình sau khi mình massage thì mình cho vào bụng của con gà luôn nha, để cho nó thấm cái gia vị từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Mình cho cái tay vào cái bụng con gà luôn nha. Ở đây thì mình mổ con gà đó, mình không có mổ hết, mình chỉ mổ một khúc ở dưới thôi. Cái mùi lá chanh và mùi sả đó, rất là thơm luôn á. Ở đây á thì mình có cái sả nè. Sả này là cái sả cây mà mình đã đập dập rồi cho nó thơm á. Bây giờ mình bỏ vô cái bụng con gà luôn nha. Tiếp đó là lá chanh, mình cho một nắm lá chanh vào. Lá chanh thì các bạn cẩn thận ha, cái lá của nó, cái cọng của lá chanh á cũng có gai rất là nhiều quá. Khi mình hái hay là mình làm á thì mình phải dùng cái kéo á, nếu không nó bị đâm vô tay á. Bây giờ mình để con gà này nè cho nó thấm 30 phút nha, rồi mình làm tiếp.
Bây giờ mình chuẩn bị một cái son nha. Mình cho lá xả vào nè, cho hết phần lá xả vào luôn. Tiếp đó là xả cây. Xả cây mà mình đã dập tập dập rồi đó. Đó, mình cho vào. Cuối cùng là củ hành nha. Lá chanh. Cái thời gian mà mình ướp con gà đó đã 30 phút rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình có thể cho con gà vào cái son luôn nha. Đó, mình để ở đây nha. Rồi bắt đầu, nếu mà các bạn có nước dừa đó thì mình cho nước dừa vào. Ở đây thì mình cho nửa chén nước dừa vào. Và như thế này là mình mang con gà đi hấp được rồi nha. Có một tí ánh nắng á, chiếu vào ngay chỗ dưới cái gốc cây mình đang ngồi á các bạn. Trời ơi, cái chân con gà nè, nhìn thấy thương ghê không? Con gà này mình hấp xả tầm từ 15 đến 20 phút ha các bạn. Đây là con gà tơ nên nó cũng chín rất là nhanh á. Gió rất là nhiều, lửa nó nghiêng về một bên thôi à. Bây giờ đã được 5 phút rồi mà mình nghe cái hơi của cái lá chanh với xả đó bay lên rất là thơm luôn á.
bạn ơi, con gà đã chín rồi quá. Để mình thử xem coi con gà này nó đã chín chưa nha. Mình thấy nó cái đùi nó đã mềm rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho nó ra đĩa ha, rồi mình thưởng thức. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hồng Mà Vlog. Thì các bạn ơi, cái món ăn của mình nè, con gà hấp sả chanh của mình đã xong rồi. Thơm quá đi. Thì bây giờ mình ăn ha. Mình sẽ ăn kèm với lại muối, ớt, tắc và lá chanh. Hôm nay mình không có trái chanh nên mình ăn trái tắc. Trời ơi nóng quá, không thể nào mà gỡ cái đùi ra được luôn á. Dạ. Nóng lắm các bạn ơi, khói nó còn bay nguyên ngút luôn á. Gà trên bếp đem xuống mà nóng quá. Thơm. Thơm mùi lá chanh với mùi sả lắm luôn á. Bây giờ thì mình ăn chấm muối nè. Trời, nóng mà bốc khói luôn. Chả lẽ rớt răng rồi luôn á. Không có nóng mà. Gà này á là con gà tơ các bạn. Mình sẽ ăn một ít lá chanh. Trong thời gian mình chờ con gà nó nguội bớt. Giờ nó nóng quá. Củ hành. Củ hành ngọt quá. Ngọt liếm luôn á. Sẽ bẻ nó ra đi cho nó nguội bớt. Thường thì cái đùi á nhiều lắm. Cái mùi lá chanh á các bạn, với sả nó thơm ơi là thơm á. Dài. Để con gà mà thơm á và ngon hơn á thì khi mình luộc mình hấp thì mình nhớ cắt lá chanh mình bỏ vô nha các bạn. Và cũng cái câu từ hồi xưa giờ ông bà ta nói là con gà cục tát lá chanh đó. Ở đâu có gà thì phải có lá chanh. Mình ăn sắp hết cái đùi rồi mà mình ngất ngay luôn á. Đùi mà cái đùi nó to gì đâu á.
gà này hơn 2 kg. Bây giờ thì mình ăn tiếp một miếng lá chanh. Một ít cái củ hành. Củ hành cũng còn nóng hả? Trời ơi. Cái này gọi là cái gì ta? Cái ức của con gà. Bây giờ nóng quá, nóng quá. Thịt không mà các bạn. Cái da rất là ngon á. Mình ăn con gà mình thích nhất là cái da. Bởi vì cái da. Một cái cánh, một cái đùi, một cái chân. Và bây giờ cái phần ăn của mình kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những lần sau. Và các bạn ơi, hãy nhớ là hãy đăng ký kênh để nhận những cái video lần sau nhanh nhất nha. Cũng như like và chia sẻ để bạn bè và người thân cùng biết. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Và chúc các bạn làm cái món gà hấp lá chanh và hạ hàng.